Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan hạng C nổi tiếng của Nhật Bản quý vị và các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Toyota Altis. Thưa với quý vị và các bạn, chắc quý vị và các bạn cũng đã biết ở những chiếc xe Altis thì nó có những phiên bản, ví dụ phiên bản 1.8, phiên bản 2.0, và ở phiên bản 1.8 thì nó có phiên bản số sàn và phiên bản số tự động. Hôm nay ô tô 360 chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn chiếc xe Altis này ở cái phiên bản 1.8 số sàn quý vị và các bạn nhé, 1.8G số sàn. Chiếc xe được sản xuất năm 2016, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và mới lăn bánh có 5 vạn km thôi quý vị và các bạn ạ. Rất là mới, rất là đẹp quý vị và các bạn nhé, và có thể nói đẹp hiếm có. Với chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là keo chỉ nguyên bản, máy móc tất cả các thứ còn nguyên bản ạ. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 510 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Và nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Altis 1.8G 2016 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Toyota Altis 1.8G 2016 tên tư nhân biển Hà Nội này ạ. Mời quý vị và các bạn.
Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về cái phần ngoại thất, nội thất cũng như là về cái phần động cơ của chiếc xe Toyota Altis 1.8G 2016 tên tư nhân biển Hà Nội ạ. Đấy, và thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Chúng tôi có thể cam kết bằng văn bản cho quý vị và các bạn khi quý vị và các bạn mua chiếc xe này. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 510 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp, vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước là 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị và các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Altis 1.8G 2016 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.